cả nhà đang đến với kênh 99 Vlog. Anh Trí ơi, và hôm nay mình cùng trên chuyến xe đi Bình Phước, Đồng Xoài phải không anh? Đồng Xoài. Trên chuyến xe thì có, tất nhiên là phải có anh Trí ơi rồi, và có Tiết Nhung, Xì To, và có cái gì, Muối Tôm Thiên Ngân. Muối Tôm Thiên Ngân. Em đề nghị Tiết Nhung quay mặt cho các bạn biết là muối tôm Thiên Ngân mà mới sao thì nó ôm ngấu luôn. Rồi bếp nè, rồi máy quay xay cà phê rồi đó. Máy quay cà phê rồi đó, công, sáng công vụ công, rồi công là nó hiện liền bay ra. Đúng rồi mọi người, em có định đổ xe vậy luôn á. Còn Ngân kêu là bây giờ là anh phải độ làm sao mà bây giờ phải phải ngồi trước đang lái, muốn ăn là hiện luôn. Bóng cái nó hiện đi mà ăn. Nói chung là mình phải đủ đầy đủ em à, phải có tủ lạnh đồ đầy đủ nữa. Em nghĩ là chừng 10 năm nữa là có thể có xe hơi dạng vậy. Ờ à, đúng rồi. Còn hiện tại bây giờ là người ta đổ thôi. Ghê ghê ha, mình nghĩ cũng ghê ha. Muốn ăn nhỉ? Đâu, bây giờ có người ta đổ gọi là cái xe nguyên một cái phòng ngủ luôn. Ờ, à, đúng rồi đó. Chị Thục Trinh á. Đúng rồi. Cái phòng ngủ mình đẹp rồi, đẹp luôn. Anh lại thích vậy đó Ngân à. Một ngày nào đó đó, ví dụ một ngày nào đó, ví dụ mình đi đường mình đói bụng, mình muốn ăn gà nướng đi, anh bóng cái này nguyên con gà nướng lên. Khỏi tắm cháu nó hẹn tao nướng cho anh trong xe luôn. Khói mịt mù trong xe luôn. Trời ơi, nướng than nha, không phải là nướng bếp lò được đâu nha. Than nha, nướng than luôn đó hả? Trời ơi, chiếc xe này dữ à. Ghê thiệt. Ủa em bật đồ luôn gà nướng luôn hả? Cái này không có, cái này sai. Không có nào mà phép thuật vậy hết á. Đây là gì? Phép thuật nhiễm màu. Ngân ngồi sao ăn bánh bao rồi cả nhà, mà đang ước là chiếc xe này nó hiện nguyên con gà nướng. Hai anh em nói là tối là gặp Phi Phi về chắc có quá anh ơi. 2 giờ. Ủa hôm bữa mình đi về cũng 12 giờ mà em. Chị bán cái sáng mà. Ừ, có mình ghé. Ủa là mình đi ngang cái chỗ chị đó không? Có nè, đường này nè, đường này luôn nè. Trời ơi,
đang cái chỗ mà hồi nãy mà em mua bánh bao là mới bên tay trái á. Cái chỗ này là đầu quốc lộ 13 luôn em, quốc lộ 13 luôn đó. À, lộ quanh quanh chỗ cái công viên á, là nó thành quốc lộ 14. Còn mình đi thẳng. 16. Hả? 16. Đó. Cho cả nhà thấy bây giờ mấy anh em tới đây là hôm nay là nắng vàng rực rỡ. Không có mưa. Chúng ta có thêm hai mục. Anh đang ghi hình. Có thêm hàng phụng đáng yêu với bé xinh xinh à. Công nhận em bịt khẩu trang nhìn đẹp ghê. Trời ơi, ngồi ở khẩu trang thấy ghê. Em đùa thôi cả nhà. Chứ như hồi xưa giờ vẫn xinh bình thường. Ủa sao nay mặc anh láng như vậy? Láng hả? Mặc ngủ trễ. Mặc ngủ trễ.
Hôm nay thì cứ trễ mà đúng. À, có gì trễ, ham ăn ham ngủ, nếu mà như con heo. À, đường ở đây nhìn rộng mênh mông ha. Ừ. Đó, không có xe luôn, ở Sài Gòn mà giờ này là cứng ngắc luôn. Nhưng mà đường Bình Phước này được cái đi lên đây nó thoải mái, nhưng mà tạm thu phí thì nhiều. Thường là hướng Bình Dương Bình Phước em là thu phí nhiều lắm. Vừa rồi đó, nó có mấy cái gọi là ở trên mấy cái dốc này, là nó giống như ở Bảo Lộc vậy đó, Lâm Đồng vậy đó. Nó xuống dốc cua nó hầm xuống hả, đó giống hả. Nhưng mà trên đây là cái khí hậu nó khác hơn ở Sài Gòn mình rồi. Sao mát? Nó sẽ mát hơn. Cũng vậy hả? Đỡ hơn. Nên có phát biểu nào, phát biểu nghe chơi nè. Không có phát biểu. Không có phát biểu. Nói gì? Nói gì? Tối về có mà thì ngủ anh quên ha, ai ngủ còn mình ăn gà đúng không? Ai ngủ nữa? Ai ngủ được? Ai ngủ đi, mình ăn gà. Ừ. Anh em mình ăn gà. Đúng rồi. Dậy mùi là dậy. Dậy mùi là dậy luôn. Hợp lý ha, vậy cũng được. Thôi chạy đi. Mới ra khỏi chỗ chỗ thì ngủ tí đi em. Thấy có mùi gà cho mình dậy. Chỗ này là hay các anh đang hay bắn tốc độ dưới đó, mình cả nhà có camera tao dõi tốc độ luôn. Đó, kìa camera anh trước kìa. Đó. Đó. Ở trên màn hình nó đang hiện camera. À. Tốc độ thấy chưa kìa. Cái gì mà 50. Đúng rồi, nó trên đây 50 đúng rồi, tại đường dốc á. Chắc nó mình chạy 50 thôi. Mình đi đây mới nè. Ồ, đất đỏ luôn kìa. Rất là dính chân dữ. Chứ rồi đi qua đủ anh đi chứ, bữa hổm anh không có đi. Trời ơi, chứ em không đi. Thèm xoài ha. Đi qua hái xoài. Có bị kiến ngắn không? Không, chỉ có đạp bên trái xoài. Đạp trái xoài không mới thôi. Ủa vậy hả? Ừ, nhưng mà nó chín là nó ngọt lắm em. Mấy trái mà còn cái gì còn tươi nó chua quá. Đúng rồi, nó chính là nó heo. Giống như là chín còn tươi. Ờ. Sao anh phát âm nhiều khi nó bị sai sai gì á? Anh dùng từ rối. Nó hơi sai. Loạn ngôn ngữ. Ừ, nó bị sai sai cái gì á? Rối loạn ngôn ngữ. Có không có thể nữa hả ngân? Em hiểu quần quạt lắm chứ. Cho nên ảnh hưởng bị Covid thì sao á? Giờ chữ thì mới nói ra. Anh đừng có nhớ cái sao anh còn đi xe luôn.
chị kêu á mà sợ quên nữa thì treo bên cổ đi rồi ngủ luôn. Hồng lâu lắm rồi đó, tháng mấy rồi đó, tháng mấy 2 tháng rồi đó. Anh cứ nói anh đưa cho Nhung rồi xong anh cũng quên cứ vậy đó. Dạo này già tới nơi rồi hay quên lắm. Ừ, sắp tới Tết nữa rồi, thêm tuổi mới nữa rồi. Hình như anh nghe nói năm nay là Tết Tết lẻ hơn mọi năm á em. Trời ơi, em thiệt á, em chưa bất kiếp nữa đó. Đợi em còn nhớ ví dụ ở đi hát ở Long An này. Ừ đúng rồi, hát Long An xong là đi hát Long An xong quay qua lại rồi là hết giao thừa rồi đó. Năm rồi hai anh em, mấy anh em mình đón giao thừa trên xe hả Nhung ha? Ừ, ừ đúng rồi. Em cũng vậy mà. Hát đó. Trời chưa kịp xe. Chưa kịp làm gì cả hồn cho năm nay luôn á trời. Ủa, bữa đó là ba em chở về miền Tây luôn hả anh Ngân? Dạ, ba em chở về nhà luôn, cũng đâu kịp giao thừa đâu. Cũng đó thì trên xe, tại vì em hát giờ đó rồi, 12, 11 giờ mấy rồi. Sao chạy kịp. Nó không dở mình tông luôn. Cho nó sợ. Không biết ai sợ. Hay là mình sợ. Ôi, hôm nay nó cái đồi nó chặt cao su rồi kìa, nó đóng băng luôn kìa. Trời ơi. Ui, đất rộng mênh mông luôn. Em không có kiếp. Hả? Không có kiếp rồi. À, không có kiếp rồi. Cái đồ. Ai biết cái đồ đó nó có cái gì. Nguyên cái vườn cao su á. Em có chị trong chị á. Chị ok. Cái hôm nay, ủa hôm nay Nhung, ủa Ngân đâu phải đồ lam đâu. Đồ tím mà. Đó là đồ lam mà. À cái kiểu mà màu khác đúng không? Không phải màu kia đúng không? Kiểu đồ là đồ lam nhưng mà màu là không phải là màu lam à, nhìn nó khác. Hát là ư gần đầu ở bên trái nhiều quá cái cười nó sẹo luôn. Hàm cái hàm nó sẹo cười cái hàm hàm trên bên trên ra ở bên trên, nhưng mà tại vì cái này cũng do là nghiêng cái đầu bên trái nhiều quá. Mình thức khuya á, nó có một cái bài học vậy nè Ngân Nhung. Em sáng mà em ngủ mà em thức khuya mà em dậy sớm á, cái em ấy sẽ massage cái mặt của em á, thì nó sẽ cái mặt em nó sẽ bị nó sẽ căng lên. Còn nếu em không massage là cái da em bị trùng lại á. Ừ đúng rồi, em massage lên nó sẽ đẹp lên. Rồi nhớ nha, massage theo cái kiểu đẹp chứ đừng cái kéo xuống là cái mặt nó chảy đó nha. Ờ, người mình giống như hình như cái bột vậy đó, nó thiệt giống như vậy luôn á, giống như anh em bé mà nằm nghiêng cái là bị méo đầu á, thì kiểu vậy đó. À, tất nhiên là nằm có một bên một. Nằm có một bên nằm ngoài mình không có nghiêng qua đây, nghiêng qua này nằm nó méo nó thành đầu cái trẻ. Nằm một bên gì? Là nằm ở chỗ, không có chỗ. À đúng rồi. Đúng rồi. Trời, vậy là ba mẹ em mà lúc trước để cái đầu. Ủa vậy hả? Anh ấy tròn đẹp mà. Tròn đâu, tròn. Đấy hả? Đầu em mướt, không đầu cái gì cũng tròn thôi, cái gì.
cho là để nằm im một chỗ không có nghiêng qua nghiêng lại á. Ừ, nhưng mà bây giờ người ta hay đổi ghế thành mà chút quay là đổi qua đổi lại nó cái gối tựa. Đúng rồi. Nằm khoai nó phải chuyển đầu nó, tại vì nó cũng nhỏ xương, nó không xương lớn. Đúng rồi. Dễ nắng, dễ nắng. Ôi phải giúp cái lỗ mũi nó lên. Ví dụ lỡ mà nữa. Nằm mà cái đầu nó nhọn nhọn á, cái là ôm nó thúc vô tường á. Cái đầu nó không vậy, quan trọng em là chọn chồng, coi chồng có mũi cao không. Nếu mà mũi không cao thì em phải vuốt, còn mũi cao rồi thì nó giống ba nó thì thật khỏi. Ừ, vậy đó. Tuyệt vời ha. Thì kiếm mũi cao con ơi. Chồng mũi cao coi. Cái em cầm em kéo mũi em biết em cũng được cao mà. Có hồi lúc nhỏ được cao nha. Lúc nhỏ kéo là cao đó, không có cao nữa. Cô Ngọc Lan, diễn viên Ngọc Lan đó. Nhiều người ta biết nó cao, còn giờ mình đó, nó được nhìn nó ấy rồi nha, giờ mà muốn cao nó phải đập ra đập ra làm lại phải nhét vô ừ đó nhét vô. Gọi là đập mặt đó làm lại đập mặt hơn nó thì đẹp nó quẹo mơ luôn ừ, nguy hiểm lắm. Tụi em đi chùa mà tụi em bàn tán quá đang bàn mặt đồ mà cái đồ đập mặt luôn. Sao chưa ăn chay rồi? Ăn chay rồi đó. Ừ. Quậy quá quậy. Công đường đẹp quá. Đẹp quá. Mà công nhận á, hai biết con mình đẹp ừ. Cái gì? Thế là ba em á, sao biết giúp được mũi là em luôn cao rồi. Nhiều đứa quá đứa nổi. Mà đứa đầu tiên mới phải coi chứ. Em cách em mấy đứa em của em là bao nhiêu ta? Em với Mỹ Ngọc em 203 2 năm nữa. Ừ. À cách 2 năm đúng không? Rồi, cách là 2 năm 3 năm mà. À. Mỹ Ngọc cách Mỹ Kim là 3 năm. Sao là 3 năm không? Ủa, nhà em có Mỹ Ngọc, Mỹ Kim đó hả? Mỹ Kim là ai nữa nhỏ hả? Mỹ Kim là nhỏ nữa còn thằng kia là thằng. Ủa, vậy là nhà ba nữ một nam hả? Dạ. À, giờ mới biết Ngân là ba nữ một nam. Ủa, vậy là Ngân là chị cả hả? Chị cả gánh vác gia đình. À. Ở đây thằng chị cả luôn nè, chị cả là chị một luôn nè. Chị một. Ủa, vậy giờ Nhung cũng gánh vác gia đình còn gì nữa? Em á, Nhung á. Thôi mà gánh mẹ thôi. Gánh mẹ. Chưa con. Thôi làm gì. Mẹ nó làm dữ lắm, chứ gánh mẹ làm dữ lắm. À đúng rồi. Em mà cắt tiếng là anh dịch cắt đó liền. Mới có 2 chữ thôi, mới sao đâu nè, không sao đâu. À chưa biết gì đâu. À, chưa biết gì đó. Rồi em là gánh quyền nhà luôn. Ừ. Cái nhà thân mến, hiện tại bây giờ thì tụi em đã tới chùa Pháp Lạc rồi. Còn có khoảng 500m nữa tụi em tới rồi. Giờ là 7:30, 29 phút mà. Mà hôm nay thì tới thì thấy cũng là trời mát. Thì cũng có mưa đây. Nhưng mà ôi dồi, cái lỗ có dùng cô ơi. Ủa, ở trước đông như vậy. Xe nhiều kìa. Nhưng mà mình phải qua bên né bên kia mình đậu xe. Xe màu trắng lên dưới trong xe có tự sáng vậy hả? 51 năm mốt bên mình không đây chưa ở đây u phan kìa làm dáng nhẽo cũng ít thôi ok còn ghẻ thôi. Đây phan hôm qua anh lấy 2 cái bánh vẫn còn có được máng luôn không cái gì không cần thiết thì bỏ lên xe cần thiết hết đúng không có con gấu là bỏ lên xe tao đúng không hay em vô trước đi ha.